mẹ thằng công sức. À, có à? Cá mút cho bồn cầu cơ à? Ngon đấy. Kẹo của mình mà mình chẳng được ăn. Công sức, hôm nay gặp chị Đại không chào à? Chị Đại à, hôm nay chị đi học rồi à? Em đợi chị mãi đấy. Với lại có chuyện gì? Chị nhìn bạn Minh Hiếu mà xem. Minh Hiếu đang ăn kẹo, rất nhiều kẹo. Sao? Chị có biết số kẹo kia bạn Minh Hiếu chấn được của em không? À, học cùng lớp chị Đại mà còn dám chấn nột kẹo à? Quả này được. Chị Đại ơi, chị lấy hộ em số kẹo kia đi. Chị. Được, vụ này để chị. Thôi em một tay anh đấy. Đáng lăn em cái gì? Đập đáng lăn lại còn, cứ em mày. Em chào chị Đại ạ. Thằng này được đấy. Thế đang làm gì đấy? Nó chỉ hỏi em đang làm gì à? Em đang kẹo đấy à? Kẹo của ai? Kẹo của em à? Kẹo của ai á? Kẹo của ai? À, học có lớp chị Đại mà dám chấn đồ, đuết đồ anh. Vâng vâng chị. Ui giời ơi, kẹo của cô ở đây à? Được đấy, gặp kẹo ngon. Chị ơi, còn cái này nữa ạ. Kẹo mẹ ăn rồi mẹ còn dám đưa tao nữa ạ. Chị bảo đưa hết. Thôi ăn đi. Vâng ạ. Chị Đại tốt thật, để lại cho mình cái kẹo mút. Ngon thật. Ôi đâu chị Đại. Rồi. Ui chị Đại tốt bông quá. Em cảm ơn chị Đại. Tốt bụng mà. Mày đùa với tao nhỉ? Thế đưa tiền đây. Cái gì thế? Tao làm công công cho mày à? Đưa tiền đây, đi đi. Ui chị ơi, em không có tiền. Đưa đây. Không có. Mày có nhanh lên không? Thôi đây, em có 20.000. Mẹ em cho 20.000 cũng được, có chút kẹo này. Tao thì cung lắm. Sao lại thế chị? Để chị nói cho mà nghe nhá. Tiền bảo kê là 50.000. Đây em có 2.000, chỗ kẹo này chị tịch thu lót, là tròn 50.000 rồi đấy. Thế là hợp lý rồi nhá, chị đi đây. Chị Đại, vẫn giống như anh Minh Hiếu, chấn kẹo, chấn cả tiền mình nữa. Kẹo ngon đấy, đang ngon, em ăn kẹo. Anh Minh Hiếu, bây giờ vừa nãy chị Đại cũng chấn cả tiền, chấn cả kẹo của em. Em phải cho chị Đại một pha hú hồn mới được. Cho chị Đại một pha hú hồn à? À, anh đã cùng anh. Em chào chị Đại ạ. Em chào chị ạ, xinh gái ạ. Sao lại ra định vị chứ gì? Em có một tin nghe thú vị á. Không biết chị có muốn nghe không nhỉ? Hay là chị không muốn nghe đâu, em đi về đây. Tin gì? Này, em đọc trên báo có một game Talking Arena. Vào lúc 3 giờ sáng chị mà chơi game gì thì sẽ có người mang kẹo đến đây nha chị luôn. Thật không? Thật. Mặc đi kẹo cơ à? Đừng lấy chị ạ. Được, chị sẽ rồi Talking Arena vào 3 giờ sáng. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chơi trò chơi Talking Arena để xem có thật nhiều kẹo như mình heo nói không. Mình sẽ vào game. Mình vào game rồi đây này. Có con gì này? Tưởng trò này thế là quả ra cũng chín như một con mèo xấu xí. Không xinh đẹp bằng mình. Hay là con mèo xấu xí này nữa. À, mày còn dám nhại tao nữa à? Kỳ buồn như một trận. Kỳ buồn như một trận. À, thì mày ngã đi. Thôi, không đùa nữa. Thế đứa nào là Angela? Angela đây. Thế kẹo của tao đâu? Kẹo à? Thế nói cho ta biết ngươi tên là gì? Tên á? Ta tên là Nga Bi.
Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Hỏi nhà ta ở đâu? Hỏi xem nhà người ở đâu thì ta mới mang kẹo được đến chứ. Nhà ta ở Mê Linh. Ta sắp đến rồi đây. Đây. Rồi đây. Ta đây. Ta đến rồi đây. Ta đang ở cạnh ngươi đây. Ta đang ở cạnh ngươi đây. Ta cho tôi. Ta cho tôi. Em đi theo đây. Chị cả mình. Tại chị hay bắt làm bọn em, nhưng mà em dọa chị đấy. Sợ thật đấy, cái trò này. Thôi, không chơi nữa.